Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 67. Mặt lão hòa thượng không đổi sắc, ông ta nói, năm xưa khi Thích Hoa còn là hành giả, ngày nào cũng đi khất thực, người ta cho gì ăn nấy, cơm thiêu thịt thối, không bao giờ từ chối. Phật tổ còn có thể ăn thịt, tại sao ta lại không thể chứ? Bình Ba rất không hiểu nên bèn hỏi, vậy tại sao khi chúng ta ở trong chùa lại phải ăn chay? Vì nghèo. Lão hòa thượng chắp tay, niệm một câu A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng Bình Ba như ngộ ra, cậu chống cảm, mùi thơm của mì bì lại chui vào mũi, nước miếng trào ra như suối phun từ xung quanh lưỡi. Lý Dục Thần cười ha ha nói, được rồi, tôi mời các vị ăn mi. Nhân viên phục vụ, hai bát mì bì, thêm nửa con vịt muối, một đĩa đồi hấp. Lão hòa thượng cười tươi như hoa, vui đến không khép miệng được, trông giống như một vị Phật Dĩ Lặc. Thí chủ bố thí làm việc thiện, Bồ Tát sẽ phù hộ cho cậu. Lý Dục Thần cười hỏi, Bồ Tát nào vậy? Lão hòa thượng nói, hôm nay là ngày Quan Âm Bồ Tát thành đạo, thí chủ có muốn đến Phổ Đà cúng dường chút công đức không? Lý Dục Thần nói, Phổ Đà xa quá, hôm nay thôi vậy. Tôi có thể thay ngài cúng dường, lão hòa thượng nói. Lý Dục Thần sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh gặp một nhà sư có thể thay cúng dường công đức. Nghe thế nào cũng giống như lời của kẻ lừa đảo, hơn nữa thủ đoạn lừa đảo lại cực kỳ thấp kém, chỉ sợ đầu óc có vấn đề mới mắc phải loại lừa đảo này. Nhưng Lý Dục Thần lại cười, móc ra 200 tiền mặt, chỉ có nhiêu đây thôi, chắc Bồ Tát không chê ít chứ. Lão hòa thượng nhận tiền, trên mặt nở nụ cười không ít, thí chủ công đức vô lượng. Hoàng Phủ Ngạn ở bàn bên cạnh vẫn luôn quan sát Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Ông ta nghi ngờ việc cháu trai đột nhiên đau tim có liên quan đến đôi nam nữ này nhưng không có bằng chứng. Lúc này nghe thấy lời bọn họ nói thì Hoàng Phủ Ngạn khinh thường cười một tiếng, hóa ra là hai kẻ ngốc, thế mà cũng bị lừa, ông ta mới thấy mình nghĩ nhiều rồi. Ông ta vừa truyền chân khí vừa cho uống thuốc dưỡng tâm tổ truyền thì Hoàng Phủ Hy mới khá hơn một chút. Trong tiệm đông người, tiếng người ồn ào, cho nên động tĩnh của hai bàn này hoàn toàn không thu hút sự chú ý của những người khác. Mọi người đều đang nói chuyện rôm rả. Nghe nói hôm qua tông sư Tần Lĩnh Triệu Kim Tuyền cũng đến Trấn Châu Môn rồi. Đúng vậy, các tông sư thiên hạ tụ họp một chỗ, đây là cảnh tượng nhiều năm chưa từng thấy. Không hổ danh là ông Châu là bậc thầy, ông ta gọi một tiếng thôi mà tám phương đều hưởng ứng. Không chỉ có ông Châu, các vị có biết không, Tiêu Sinh ở thủ đô cũng đã đến Trấn Châu Môn từ lâu rồi, đang ở nhà ông Châu đấy. Không phải Nam Châu Bắc Tiêu vẫn luôn bất hòa sao? Sao lại đến cùng nhau thế? Ai nói Nam Châu Bắc Tiêu bất hòa chứ? Chỉ là võ lâm Nam Bắc mỗi người có tôn sùng riêng, giống như những ngôi sao trên mạng vậy, người hâm mộ chửi nhau ầm ĩ nhưng người trong cuộc thì quan hệ tốt lắm. Này, các người không biết đấy, cái tên họ Lý ở Kinh Thành đã đánh tàn phế cậu ấm nhà họ Tiêu là Tiêu Ngôn rồi. Tiêu Ngôn là cháu trai của Tiêu Công Mặc, được mệnh danh là thiên tài trăm năm có một. Các người nói xem nhà họ Tiêu có nóng mặt không? Lần này thì tên Lý Dục Thần thảm rồi, Nam Châu Bắc Tiêu, cộng thêm mấy chục tông sư cùng nhau thảo phạt cậu ta thì cậu ta chết chắc rồi. Cũng chưa chắc đâu, không phải nói là ông Châu cũng không phải đối thủ của hắn sao? Nghe nói cậu ta có một thanh bảo kiếm phát ra ánh sáng đen, lợi hại lắm, ông Châu hiếm khí làm bị thương, đến giờ vết thương vẫn chưa lành. Đúng vậy, tên họ Lý xông vào Hiệp hội Võ thuật Hoa Đông. Cũng dùng chính thanh kiếm đó giết chết tông sư Dương Nguyên Tấn và đại tông sư Hoàng Phủ Ngạn. Nghe nói cậu chỉ dùng một kiếm, một luồng sáng đen lóe lên thì tông sư Dương đã mất đầu rồi. Ghê gớm vậy sao? Tất nhiên rồi, nếu không có thanh kiếm đó thì làm sao tên họ Lý đánh lại được ông Châu? Sao cậu ta không đến Trấn Châu Môn nhỉ? Cậu ta mà dám đến sao? Cho dù một mình ông Châu không phải là đối thủ nhưng bây giờ còn có Tiêu Sinh, Nam Châu Bắc Tiêu, cộng thêm mấy chục tông sử. Làm sao không chế ngự được cậu ta? Trừ khi cậu ta là thần tiên. Khi mọi người nhắc đến Hoàng Phủ Hiền, Lý Dục Thần liếc nhìn Hoàng Phủ Ngạn nhưng thấy mặt ông ta vẫn không đổi sắc, dường như không quan tâm đến Hoàng Phủ Hiền lắm. Nhưng khi nhắc đến thanh bảo kiếm phát ra ánh sáng đen, lông mày Hoàng Phủ Ngạn hơi nhướng lên. Ăn gần xong rồi, Lý Dục Thần định trả tiền rồi đi thì bỗng nghe thấy có người trong tiệm nói. Các người thật sự cho rằng nhiều tông sư đến Trấn Châu Môn như vậy là vì tên Lý Dục Thần sao? Không phải vì Lý Dục Thần thì chẳng lẽ vì ông à? Có người chế nhạo. Người đó cười lạnh một tiếng, ông Châu là bắt đầu võ lâm thì đúng nhưng cũng chưa đến mức ra lệnh một tiếng là có thể tập hợp được tất cả các tông sư thiên hạ. Hơn nữa các người có thể không biết,
lần này không chỉ có tông sư mà còn có rất nhiều gia tộc cổ võ xuất hiện. Ừ, tin tức này là đúng, không chỉ có gia tộc cổ võ, mà còn có một số ẩn sĩ huyền môn xuất hiện. Nghe nói, một người khác nói một cách bí ẩn, là vì một bí cảnh mở ra ở Kim Lăng. Bí cảnh? Ha ha, không cần phải bí ẩn như vậy, nói ra cũng chẳng sao, chính là Hồ Huyền Vũ, dù sao cũng không đến lượt chúng ta đâu. Người nói trước đó nói. Hồ Huyền Vũ ư, có gì đâu, ngày nào cũng đông nghịt người, ai cũng có thể đến. Xì, nếu để cho các người nhìn thấy thì còn gọi là bí cảnh sao? Nếu vậy thì họ nên đến Hồ Huyền Vũ chứ đến Trấn Châu Môn làm gì? Các người không biết rồi, nhà họ Chu là gia tộc số 1 ở Kim Lăng, phần lớn các ngành công nghiệp ở Trung Sơn và Hồ Huyền Vũ đều là của nhà họ Chu, đường vào bí cảnh Huyền Vũ chắc chắn nằm trong tay nhà họ Chu, có lẽ chỉ có ông cụ Chu mới biết. Nghe xong những tin tức này, cuối cùng Lý Dục Thần cũng hiểu ra, tại sao khi vào Trấn Châu Môn lại gặp nhiều người tu hành như vậy, hóa ra là Hồ Huyền Vũ đã mở ra bí cảnh. Lâm Mộng Đình cười nói, xem ra mặt mũi của anh vẫn chưa đủ lớn, không phải bọn họ đến vì anh đâu. Lý Dục Thần thì không sao cả, như vậy cũng tốt, có kiếm huyền minh cộng với sức hấp dẫn của bí cảnh Huyền Vũ, hy vọng có thể dụ Đồng Hạo ra. Lúc này, hai vị hòa thượng cũng đã ăn gần xong. Vị hòa thượng già bảo nhân viên phục vụ gói phần vịt muối còn lại. Lý Dục Thần trả tiền rồi cùng đứng dậy rời đi. Nên xưng hô với đại sư thế nào? Lý Dục Thần hỏi. Bần tăng Hải Không, đây là đồ đệ của tôi Bình Ba. Vị hòa thượng xưng pháp hiệu rồi hỏi, thí chủ xưng hô thế nào? Tôi tên là Lý Dục Thần. Ba chữ này vừa thốt ra, cả quán ăn lập tức im lặng. Tất cả mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Lý Dục Thần không để ý, anh nghênh ngang bước ra khỏi tiệm cơm, mặc cho những thực khách đó há. Ra ngoài rồi thì hòa thượng Hải Không hỏi, tôi thấy nơi này hung hiểm, không nên nán lại lâu. Thí chủ không đến Phổ Đà thật sao? Lý Dục Thần cười nói, nơi này có bí cảnh, hiểm có khó tìm, hòa thượng không định xem thử sao? Hải Không nói, Phổ Đà cũng có bí cảnh, chỉ chờ người có duyên đến, có khi thí chủ chính là người có duyên đó. Lý Dục Thần nói, vậy thì đợi ngày có duyên vậy. Hải Không lắc đầu, niệm một câu A-di-đà Phật rồi chào tạm biệt Lý Dục Thần, sau đó ông ta dẫn theo Bình Ba rời đi. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đi trên phố lớn thì bỗng nghe thấy có người phía sau nói, đứng lại. Cậu là Lý Dục Thần thật sao? Bọn họ quay đầu lại nhìn, đúng là hai ông cháu Hoàng Phủ Hy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 67.